Nào ví dụ này, vẽ tia phân giác của góc được cho dưới đây. Đây. Thầy cho một góc XOY, góc này bằng 120 độ. Vậy ở đây chúng ta đã biết số đo góc XOY bằng 120 độ rồi. Vậy các em sẽ tập trung đây thầy. Bây giờ người ta yêu cầu vẽ đường tia phân giác của góc XOY. Thì ta nói nhá. Nào bây giờ ta có này. Là góc XOY của thầy bằng 120 độ. Đúng chưa? Mà OZ của thầy là tia phân giác của góc XOY. Nào, tia OZ là tia phân giác. Tia phân giác của góc XOY. Đúng chưa? Vậy suy ra, ta có, gì? Ta có góc XOZ bằng góc ZOY bằng góc XOY trên 2 và bằng 120 độ trên 2 và cái này bằng 60 độ. Đấy. Vậy chúng ta đã xác định được góc XOZ và ZOY bằng 60 độ. Các em nắm phương pháp này. Vậy bước thứ hai của chúng ta là chúng ta không cần phải thực hiện nữa, tại vì đề bài người ta đã cho sẵn góc XOY bằng 120 độ rồi. Đúng không nào?